Ngày 20 tháng 10, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu cho biết đã có kết luận nội dung đơn tố cáo Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phước Long. Trước đó, Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu có nhận được đơn tố cáo của bà D, viên chức của Trung tâm Y tế huyện Phước Long, đang công tác tại phòng khám răng hàm mặt. Nội dung tố cáo ông S, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phước Long, có hành vi cưỡng bức lao động, phân biệt đối xử, trù dập nhân viên, sử dụng lao động không qua đào tạo. Đối với nội dung tố cáo cưỡng bức lao động, Sở Y tế kết luận trong quá trình thực hiện điều động viên chức D từ khoa khám bệnh đến nhận nhiệm vụ tại phòng tổ chức hành chính là theo đề nghị của khoa khám bệnh nhằm ổn định về tổ chức của khoa để thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân. Trước khi điều động đã được thống nhất của ban giám đốc, đã thông báo đến tập thể khoa khám bệnh và bà D, việc điều động được thực hiện đúng quy định và trình tự, không dùng biện pháp vũ lực và đe dọa. Quá trình làm việc, bà D không chứng minh được ông S có hành vi cưỡng bức lao động đối với bà. Vì vậy, nội dung này là tố cáo sai. Đối với nội dung tố cáo trù dập nhân viên, phân biệt đối xử, Sở Y tế cũng kết luận chưa có cơ sở.